Huyền Nhi đừng, đây là bông hoa cứu mạng của ta. Nhị sư tỷ, xin hãy đưa hoa cho ta. Không được, đây là bông hoa ta vất vả là mới hái được để cứu mạng. Ta biết nhưng đại sư tỷ cũng cần bông hoa này. Xin lỗi, ta muốn để đại sư tỷ sống tiếp. Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng quen biết cậu ấy. Ôi thật đáng thương. Thanh Liên à, bỏ hai đứa nhỏ này ở đây cũng là một con đường chết. Chi bằng mỗi người chúng ta mang về một đứa về tông môn đi. Ta thấy tư chất của hai đứa này cũng là thượng thừa. Anh trai này tư chất kém hơn chút thì để ta mang đi nhé. Chủ động bồi dưỡng học sinh kém. Đại sư tỷ vừa đẹp người vừa tốt bụng như vậy tìm đâu. Hai đứa nhỏ này thật may mắn. Ta cũng muốn để đại sư tỷ xoa tay. Ta đánh chết mày, đồ hạ tiện. Kiếp trước ta không thấy câu này có gì không đúng. Cho đến khi hai người này vào tông môn, ta mới phát hiện ra tư chất của anh trai mới là thượng thừa. Sư tỷ chỉ là không muốn xử lý những vết thương trên người em trai mà thôi. Lúc đó sao ta lại không phát hiện ra nhỉ? Ta nhìn ánh mắt em trai nhìn về phía sư tỷ, thật khao khát làm sao. Ta biết cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đi theo ta. Không mang đi. Thanh Liên, sao ngươi lại không hiểu chuyện? Ngươi làm vậy thì để cậu em trai nhỏ này làm sao đây? Đều là người tu tiên, sao lại không có chút lòng người như vậy? Thật ra ngoại hình và lòng tốt cũng không phải không có liên quan. Có lẽ đại sư tỷ đẹp chính là vì thiện lương, còn nhị sư tỷ tầm thường là vì lạnh lùng chăng? Thanh Liên muội muội, xin cầu xin người hãy đồng ý đi, nếu không cậu em trai nhỏ sẽ đáng thương lắm. Sư tỷ, trước đây ta cũng tưởng ngươi là một người thiện lương cơ đấy. Ý gì vậy? Không có gì, chỉ là đại sư tỷ thiện lương như vậy. Nghĩ lại cũng không nỡ bỏ rơi cậu em trai này. Gần đây ta đã đến cảnh giới dị dung thụ, thực sự không rảnh tay. Phiền sư tỷ vất vả, đem cả hai đứa đi đi, được chứ? Sư tỷ là tấm gương của tông môn, hai đứa trẻ này dưới sự dẫn dắt của sư tỷ, tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Không phải đâu Thanh Liên, ý ta là ta mang anh trai đi, còn ngươi mang em trai đi. Ta không mang đi. Ngươi định bỏ rơi em trai sao? Sư tỷ của ta mang theo hai đệ tử không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chẳng lẽ lời sư tỷ nói về việc cứu người chỉ là nói xung thôi sao? Tôi không sao đâu. Không muốn mang theo thì thôi phải không? Sẽ không ai nói ngươi lạnh lùng đâu. Không không, đại sư tỷ vốn là người sợ phiền phức. Ngày xưa vết thương trên đồi Thanh Huyền là ta chạy qua 7-8 ngọn núi, lại 3-4 vị thần nữ, cầu xin trăm vị thần linh, cẩn thận chế thuốc rồi điều dưỡng cả ngàn ngày mới khỏi. Làm sao đại sư tỷ lại muốn? Nhưng nếu không đồng ý, thì hình tượng của cô ấy chẳng phải sẽ bị tổn hại sao? Cậu em trai nhỏ đó, hãy đi với chị đi. Tôi không đi với chị, tôi muốn đi với chị này cơ. Chẳng lẽ cậu ta cũng hồi sinh rồi? Cậu ta chọn ta lại là với mục đích gì? Đứa trẻ đã cầu xin ngươi nhị sư tỷ, loạn thế nhân mạng như cỏ rác, mọi chuyện không nên quá hà khắc. Người tu tiên lấy đại nghĩa làm trọng, nếu hôm nay bỏ mặc đứa trẻ này, cả ngàn năm tu hành cũng không xứng đáng. Sao? Có phải ta thường ngày đối xử với các người quá tốt rồi, khiến các người nghĩ rằng vô lễ với sư tỷ sẽ không bị trừng phạt? Các người cứ nói đi nói lại về đại nghĩa tu tiên, nhưng các người có thực sự biết hai chữ đại nghĩa viết thế nào không? Nhị sư tỷ xin tha mạng. Tham ơn. Sau đó ta lấy ra cỏ vãng sinh. Nhị sư tỷ, đây, đây, chẳng phải là loài hoa kỳ lạ 10 năm mới nở một lần được nói trong sách sao? Mắt tinh đấy, xem ra đã học bài kỹ rồi. Đừng để ta nhét hoa vào miệng một người sắp chết. Nhị sư tỷ, đây là loài hoa quý hiếm khó kiếm, trong kho của tông môn cũng không quá 10 cây, ngay cả tiên nhân cũng không dám lãng phí. Làm sao có thể cho một phàm nhân sắp chết? Cái gọi là đại nghĩa chính là phân biệt cao thấp quý tiện. Trong chuyện cầu sinh này, phàm nhân này không kém gì đứa trẻ kia. Còn về cái chết, phàm nhân này cũng chưa chắc đáng chết hơn đứa trẻ kia. Ý của ta rất rõ ràng. Đại sư tỷ thấy không thể giàn xếp, đành phải nhận hai đứa trẻ này. Sau khi trở về tông môn, nhị sư tỷ dưới con mắt mọi người không dám lơ là. Cô ấy cũng tìm cách định chữa thương cho Thanh Huyền, chỉ là không tận tâm như ta ở kiếp trước. Kiếp này cậu ta cũng được tọa nguyện rồi nhỉ? Ngay lúc đó ta lại thấy ánh mắt của Thanh Huyền, trong đôi mắt ấy có điều gì đó không nói nên lời. Nhị sư tỷ, thật sự không muốn nhận con sao? Đứa trẻ này, đầu óc toàn những suy nghĩ lung tung. Sau đó sư tỷ quản lý cậu ta đặc biệt chặt chẽ. Ta không hỏi han gì, chỉ một lòng nghiên cứu cách đối phó với ma thần. Kiếp trước chót trong tay hắn, kiếp này nhất định phải chuẩn bị sớm. Việc chuẩn bị này kéo dài 10 năm. Đêm ta xuất quan, một người đàn ông đột nhập vào phòng ta. Đó là anh trai của Thanh Huyền, Thanh Nhị sư tỷ. Lâu rồi không gặp. Ngươi là anh trai? Nhị sư tỷ, đúng vậy, có chuyện. Nhị sư tỷ, ngày mai có đại hội tông môn, Tiểu Nguyệt sẽ hỏi tội ngươi. Ta chỉ mới đóng quan 10 năm không hỏi chuyện tông môn, thế mà đã muốn hỏi tội. Không phải chuyện này. Vậy là chuyện Thanh Huyền vì ta mà làm sư tỷ khóc phải không? Thế thì ngươi cút về đi. Sư phụ của các ngươi không làm ta bị thương đâu. Sư tỷ, ngươi có biết lúc trước ngươi đã nhét cỏ vãng sinh vào miệng ai không? Đó là ma thần chi tử. Ngày đó hắn bị trọng thương, giả dạng làm nạn dân thời thóc trong đống xác chết. Vậy mà người lại dùng một cọng cỏ vãng sinh cứu hắn về.
ma thần chi tử pháp lực vô biên, không phải nhị sư tỷ, ma thần cũng sẽ không quay lại nhanh như vậy. Kiếp nạn của tam giới chúng sinh này, nhị sư tỷ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Vậy sao? Đương nhiên. Nhưng chuyện này là do Tiểu Nguyệt phát hiện ra, hiện tại cũng chỉ có hắn biết. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Xin nhị sư tỷ thu nhận em trai của ta. Nhị sư tỷ, ta là vì em ta mà đến. Cứu ma đảng, chuyện này không hề nhỏ. Bên Tiểu Nguyệt chỉ có ta mới có thể nói chuyện được. Chỉ cần nhị sư tỷ đồng ý, ngày mai tại đại hội tông môn ta có thể bảo đảm người vô sự. Nhị sư tỷ, em trai từ khi đầu quân dưới trướng Tiểu Nguyệt, trong mơ vẫn luôn nhắc tên người. Tuy ta thực sự không hiểu, tại sao đời em ngốc nghếch của ta lại thích người. Nhưng thế nó như vậy, ta thực sự không nỡ. Người đi đi. Ý của nhị sư tỷ là không muốn giúp rồi. Ta không có nghĩa vụ. Sao? Tiểu Nguyệt của ngươi chắc chắn rằng ta đã cứu ma thần chi tử. Cho bị bợm này có thể lừa được người khác, nhưng đối với ta vẫn còn non lắm. Kiếp trước ta cũng đã đánh nhau với ma thần không ít lần. Hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, tên này ngay cả lúc phiền toái cũng chẳng có con cái. Sau khi nhập ma càng không chịu sinh con đẻ, đừng nói là con ruột, ngay cả con nuôi cũng không có. Nhị sư tỷ thật sự như vậy sao? Đúng vậy. Đã như vậy, thì đừng trách ta, nhị sư tỷ. Vì người không chịu thu nhận cậu ấy, thì chi bằng để ta tự tay kết liễu người. Như vậy, đứa em ngốc nghếch của ta sẽ không còn vấn vương nữa. Vì em trai mà muốn giết ta sao? Lâu rồi không gặp, tu vi của ngươi quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Tuy không bằng Tiểu Nguyệt, nhưng đối phó với nhị sư tỷ thì dư sức. Hey hey hey, nhưng nếu ta là dáng vẻ này thì sao? Tiểu Nguyệt, sao thế? Viễn Nhi, không phải muốn giết ta sao? Biến trở lại đi, ta bảo ngươi biến trở lại. Ngươi, một người đàn bà xấu xí tầm thường, sao dám dùng khuôn mặt của nàng? Ngươi sao dám thế? Nói gì vì em trai, gì mà không nỡ nhìn, thật nực cười. Từ khi tôi nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã biết anh đến đây vì cô ta. Chẳng phải là vì thành toàn cho em trai, mà là không nỡ nhìn cô ta. Lại vì một đứa em ngốc nghếch mà đau lòng phải không? Anh đã sớm muốn đưa em trai đi rồi, đúng không? Hắn chia sẻ nhiều tình yêu của Tiểu Nguyệt hơn, nhưng lại không trân trọng. Nếu những tình yêu đó dồn hết vào anh hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ. Vì vậy ngay khi tôi vừa xuất quan, anh đã vội vàng tìm đến. Hy vọng tôi sẽ đưa kẻ được yêu thương đó rời khỏi Tiểu Nguyệt. Rõ ràng là tôi đã nói đúng. Nhưng khi tôi đổi sang mặt sư tỷ, anh lại mê mẩn. Vậy anh thích là con người sư tỷ, hay chỉ là khuôn mặt này của cô ấy? Ngươi mãi mãi không bằng được một ngón tay của cô ấy. Dù có mạo danh khuôn mặt của cô ấy, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ xấu xí. Ném vào đám đông là không thể tin. Tiểu Nguyệt, không phải là người mà một người phụ nữ như ngươi có thể chế giễu. Vậy sao? Nếu bây giờ tôi không phản kháng, anh thật sự sẽ bóp chết tôi sao? Cô nghĩ tôi không dám à? Đến đi. Cuối cùng Thanh Viễn vẫn không thể hạ thủ. Thì ra tình yêu của anh ấy dành cho sư tỷ, chỉ cần một khuôn mặt là có thể thay đổi. Anh Viễn, Tiểu Nguyệt, không phải thế đâu. Không phải như em nghĩ đâu. Anh Viễn, thì ra anh đối với tôi cũng chỉ đến thế. Nói xong xoay người bỏ chạy, Thanh Viễn vội vàng ngăn cô ấy lại. Tiểu Nguyệt, là tôi bị quỷ ám, nhất thời bị mắc lừa người đàn bà xấu xí này. Đừng lo, bây giờ tôi sẽ giết cô ta. Trong lòng tôi mãi mãi chỉ có đại sư tỷ mà thôi. 10 năm tôi đóng quan này, tu vi của Thanh Viễn đã tăng lên không ít. Cũng khó trách, cậu ấy vốn thông minh tài trí, lại có linh căn thuần khiết. Trong những năm Thanh Huyền cướp đi sự sùng ái của đại sư tỷ, cậu ấy đã liều mạng để trở nên mạnh mẽ. Hy vọng đại sư tỷ có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn vài lần. Bây giờ, nói muốn giết tôi cũng không phải là không thể. Ôi không, đừng. Em trai, tránh ra. Anh trai, dừng tay đi. Nghe lời, Huyền Nhi, tránh ra. Anh trai, anh định chống đối em sao? Thanh Viễn, đừng, các em đừng thế. Các em là anh em ruột mà. Anh Viễn, anh Huyền vừa mới thăng cấp, còn cần nghỉ ngơi. Em cầu xin anh được không? Anh Huyền. Trong lòng sư tỷ chỉ có em, đứa em ngốc nghếch này. Nhưng trong lòng cậu ấy khi nào từng có chị? Về đi, anh ấy không giết được ta đâu. Xin lỗi, nhưng em không thể để chị ấy bị thương. Anh Viễn, sư tỷ cầu xin anh đừng đánh nữa. Em không muốn thấy anh bị thương. Thật sao? Thật. Rồi một ngày nào đó em sẽ biết Tiểu Nguyệt mới là người thật lòng tốt với em. Người đàn bà xấu xí này chỉ biết lạnh lùng nhìn em thôi. Anh Huyền, ta đợi em ở đạo quán. Sau khi hai người đi khỏi, tôi lấy một chai thuốc cầm máu ném cho hắn. Đa tạ sự giúp đỡ, ngươi có thể đi được rồi. Nhị sư tỷ, tôi có thể gọi người là Liên Nhi không? Ở chỗ đại sư tỷ, cách xưng hô đều tùy tiện như vậy sao? Tôi biết người cũng như tôi đều có ký ức kiếp trước. Tôi không mong người tha thứ cho tôi nhanh như vậy, nhưng Liên Nhi, tôi thật sự muốn ở bên cạnh người. Sư đệ thông minh tài trí, là một nhân tài tốt, nhưng ta không có ý định nhận đồ đệ. Huống chi đại sư tỷ đối với người tốt như vậy, ta nhận ngươi chẳng phải là cướp người yêu của cô ấy sao?
Từ khoảnh khắc đầu tiên hồi sinh, tôi đã muốn để người dẫn tôi ngày đêm ở bên đại sư tỷ. Tôi đều đang tìm cách có thể trở về bên cạnh người. Ân tình của đại sư tỷ tôi đều sẽ báo đáp. Nhưng tôi và cô ấy cũng chỉ là tình nghĩa sư đồ mà thôi. Thì ra kiếp trước, ta và ngươi ngay cả tình nghĩa sư đồ cũng không có. Hắn dám nhắc đến ân đức của sư tỷ và nói sẽ báo đáp. Nhưng kiếp trước, hắn thậm chí không chịu để lại cho ta bông hoa cứu mạng, luôn không đặt ta vào trong lòng. Sau khi hồi sinh lại đột nhiên hối hận. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Thanh Huyền, để ta nói cho người biết tại sao người muốn quay lại nhé. Bởi vì rời xa ta, trên thế giới này không còn ai đối xử với ngươi như em trai ruột nữa. Thanh kiếm này là do đại sư tỷ cho ngươi phải không? So với thanh kiếm ta từng rèn cho ngươi kém xa lắm. Tu vi của ngươi cũng vừa mới đạt đến Nguyên Anh. Nhưng kiếp trước vì ngươi, ta thậm chí không có đóng quan. Mỗi ngày truyền pháp lực dạy ngươi công pháp. Vào lúc này ngươi đã là luyện hư rồi. Kể cả vết thương ở chân ngươi cũng là đại sư tỷ cưỡng ép dùng pháp lực chữa lành cho ngươi. Hồi phục kém xa so với thuốc của ta ở kiếp trước. Sư tỷ người hiểu lầm rồi, không phải tôi tham luyến sự tốt đẹp của tỷ mà như vậy đâu. Con người không thể đột nhiên trở nên tốt đẹp được. Anh Huyền, đạo lý đơn giản như vậy ngươi và ta đều hiểu. Đã như vậy, hiện tại ta cũng không còn gì để nói. Đệ tử xin cáo lui trước. Ngày hôm sau tôi bị gọi đến cuộc họp môn phái. Đồ đệ to gan, là người chính đạo mà lại giúp bọn ma đảng phục sinh. Uổng công ngươi tu tiên ngàn năm lại phạm sai lầm lớn này. Hôm nay bổn tọa sẽ đưa ngươi lên giàn hành hình. Để giữ vững chính đạo. Dám hỏi sư tôn sao lại khẳng định chắc chắn là con. Có thể không hỏi han gì đã xử lý con. Đương nhiên là sư tôn nhìn về phía sư tỷ má hồng như đào. Đã có người thực danh tố cáo. Hắn nói người đứng sau ma thần chính là kẻ người đã cứu năm xưa. Bằng chứng xác đáng, còn gì để xét xử nữa. Sư tỷ tố cáo là có thể kết tội. Vậy thì tất cả nha môn trên đời đều nghe theo lời sư tỷ. Còn cần gì phải lập pháp luật. Môn phái ta cần gì phải đặt ra quy củ. Hôm nay là ngày môn phái cùng nhau xét xử tội của ngươi. Sao có thể lừa người? Ha 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 ha, ta còn là nhị sư tỷ đây. Khi sơ định vị trí, ta và sư tỷ cùng đứng thứ nhất. Nhưng sư tôn cho rằng hình tượng của sư tỷ đại diện cho chung môn tốt hơn, nên mới để ta làm nhị sư tỷ. Thực ra mà nói, quyền phát ngôn của ta không kém sư tỷ. Sắc mặt sư tôn cũng tối sầm. Nhị sư tỷ nói cũng có lý. Không hỏi han gì đã xử tử nhị sư tỷ. Thật không công bằng. Không có cách nào, đại sư tỷ đẹp như tiền nữ. Nhị sư tỷ thì quá bình thường. Nếu không phải nhị sư tỷ gần với ta, thông thường ta sẽ vô thức đứng về phía đại sư tỷ. Sư tôn nói ta không xứng đáng là người chính đạo. Chẳng lẽ đánh giá người qua vẻ bề ngoài, hại người trung lương là chính đạo sao? Láo xược. Ngươi cảm thấy mình oan ức. Vậy bổn tọa hãy nghe xem ngươi có gì để nói. Ta cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm gương vãng sinh. Sắc mặt đại sư tỷ biến đổi. Sư tôn, sư muội trong thời gian bế quan đã tu luyện không ít tà thuật. Lời của hắn không thể tin được. Gương vãng sinh loại thần khí này, trong miệng sư tỷ lại trở thành tà thuật. Đại sư tỷ có phải là có điều gì, không muốn người khác biết, nhất định phải giấu giếm. Nói xong giơ tay phóng ra hình ảnh từ gương vãng sinh. Gương vãng sinh có thể nhìn thấy hình ảnh quá khứ. Trong thời gian bế quan, ta đã cố ý tìm hiểu tiền kiếp của sư tỷ. Đem ra tìm kiếm trong gương vãng sinh, mà lúc này gương vãng sinh xuất hiện, trải nghiệm khi đại sư tỷ còn là phàm nhân. Lúc đó cô ấy vẫn còn có người yêu, cho đến khi người yêu qua đời, cô ấy mới bước lên con đường tu tiên. Nhưng diện mạo của người yêu đó quá dễ nhận ra. Có phải là, để tìm đoạn quá khứ này, thực sự đã khiến ta tốn không ít công sức. Xem ra, đại sư tỷ thật sự không muốn những chuyện này được công khai. Ta rất tò mò. Đại sư tỷ yêu anh ta như vậy, vì anh ta mà bước lên con đường tu tiên. Nếu một ngày nàng phát hiện anh ta không hề chết, mà là rơi vào ma đạo và sống sót, liệu có nhẫn tâm động thủ với anh ta không? Thanh Nguyệt, chuyện này là sao? Đây đều là thủ đoạn vu oan của sư muội. Bao nhiêu năm nay vẫn canh cánh việc ta đưa anh Huyền đi, lần này lại nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ này để đối phó. Nhưng bao nhiêu năm nay đều là tinh tuyển. Sư huynh đuổi theo nhị sư tỷ chạy. Sư tôn nghe xong tức đến tái mét. Sư tôn, Thanh Nguyệt một lòng trung thành với tông môn. Trời đất chứng giám, nếu sư tôn nhất định muốn rớt Thanh Nguyệt, thì Thanh Nguyệt cũng không còn gì để nói. Chỉ là Thanh Nguyệt không muốn thấy kẻ thực sự tà đạo được tự do. Ngày đó sư muội cho bọn ma đang ăn cỏ vãng sinh, các đệ tử đều nhìn thấy cả. Nếu nhất định phải rớt ta, cũng xin đừng tha cho sư muội. Tốt lắm, dưới tay ta lại xuất hiện hai kẻ phản bội. Người đâu, đem cả hai xuống đây cho ta. Tôn giả muốn rớt ai vậy? Trên đời này lại có nam tử tuấn mỹ đến thế. Không chỉ tuấn tú, tu vi này dường như cũng ngang ngửa với hòa thượng đại thần. Ngươi là ai? Tại hạ là nô tài, con trai của ma thần. Nhưng trên người ngươi không có khí ma. Vậy nên vị tiên nhân này cứu cũng không phải là con của ma thần. Không phải sao? Là ngươi. Cuối cùng đại sư tỷ chỉ bị phản chép quy tắc tông môn và không bị xử tử thật. Không có cách nào, thế giới này chỉ nhìn vào nhan sắc. Cô ấy khóc lóc thể thốt trung thành. Sư tôn rất nhanh đã tha thứ cho cô ấy. Sau đó nhanh chóng thu nhận cái gọi là con trai ma thần vào tông môn, trở thành đại sư huynh, đặt tên là Thanh Y.
đa tạ sư tỷ năm xưa đã cứu mạng. Nếu không có cỏ vãng sinh ngày đó, tại hạ đã là một bộ xương khô. Sư tỷ, nếu không phải tìm được nàng, ta cũng sẽ không gia nhập tông môn nào cả. Đại ca, huynh là bậc đại thành, thậm chí ngang bằng với sư tôn. Ta mới chỉ ở cảnh giới luyện hư, đừng hạ thấp ta như vậy. Không liên quan đến tu vi, chỉ liên quan đến nàng thôi. Hiện tại thật biết đùa. Nói về báo ân, hiện tại vì người đã chứng minh được sự trong sạch của ta, không cần phải khuất phục nơi đây. Huống hồ với tài năng hiện tại, tìm tiên nữ nào mà không được. Nhưng có vẻ cô nương không thích ta. Ngươi nói ta, tiên nhân thật biết nói đùa. Ta tướng mạo bình thường, chúng ta không có duyên. Ta thấy chưa chắc đã thế. Cái gì, tại hạ đi khắp nhân gian mấy ngàn năm, cái gì mà từng trải đời chưa từng thấy. Ngược lại là cô nương khiến ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Tiên nhân đừng đùa ta nữa. Những ngày tiếp theo, Thanh Y luôn theo sát bên cạnh ta. Đột nhiên một ngày, có người lợi dụng đêm tối lẻn vào phòng ta. Liên Nhi, nàng đã thích Thanh Y rồi. Giọng nói này là Thanh Huyền. Ngươi đã đến cảnh giới luyện hư rồi, làm sao có thể chứ? Ngươi thật sự nghĩ thực lực của ta chỉ là Nguyên Anh sao? Ta là người có ký ức kiếp trước. Chỉ cần ta muốn, thậm chí có thể tiến thẳng đến Đại Thành. Chẳng qua là để che giấu thôi. Ngươi đột nhiên tăng tu vi là vì sao? Ngươi cút đi. Trước kia ngươi chưa bao giờ nỡ đối xử với ta như vậy. Vậy ngươi thật sự thích cái gã gia tiên đó phải không? Liên quan gì đến ngươi? Ta thích hay không thích? Thích ai cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Không cút ta sẽ ra tay đấy. Liên Nhi, ta trọng sinh chỉ vì nàng mà đến. Ta không thể nhìn nàng trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Vì vậy ta sẽ dốc hết sức để có được nàng. Dù phải cưỡng ép nàng. Súc sinh, buông ra. Liên Nhi à, ngươi cũng chỉ là luyện hư nhị giai. Nhưng ta đã còn đến cảnh giới hợp thể. Giây tiếp theo ta bị một lực đẩy mạnh kéo đi. Nịch đồ ngươi sao dám. Trả lại cho ta. Muốn thì đến cướp đi. Đủ rồi Thanh Huyền. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Nếu ngươi còn cố chấp, đừng trách ta không khách sáo. Liên à, Liên, cút đi. Lần xung đột nhỏ này ta không để tâm. Bởi vì khí sát của ma thần ngày càng gần. Ta dẫn một đội quân đi tiền tuyến đối đầu trước. Sư tôn bảo ta chọn một người đem đi. Ta bỏ qua Thanh Huyền và chỉ vào Thanh Y. Nhưng ngày trước khi xuất phát, tay phải của Thanh Y đột nhiên bị đứt lìa. Ta vội vàng chạy đến xem, nhưng lại thấy Thanh Huyền cầm kiếm. Sư tỷ, ngay cả gã gia tiên này cũng không phải đối thủ của ta. Lần này nàng còn tưởng ta tham luyến điều tốt đẹp của nàng. Mới tin nàng sao? Ta không nhìn hắn, chỉ băng bó cho Thanh Y. Cách thức giống hệt như kiếp trước ta từng băng bó cho hắn. Động tác này khiến hắn đau đớn. Hắn kéo mạnh ta lại. Đủ rồi, ta không chịu nổi nữa. Nàng chỉ cần nhìn ta một cái được không? Tay phải hắn đã tàn phế. Đã tàn phế không thể đi đánh trận cùng nàng. Người nàng có thể chọn chỉ có ta. Dù có chết trên chiến trường ta cũng không chọn ngươi. Người ngốc à, tại sao lại nhường nhịn? Lần đó hắn gọi nàng là Liên Nhi, nàng có vẻ cũng không phản đối. Các người đã từng có một đoạn tình duyên phải không? Có phải nàng vẫn còn tình cảm với hắn không? Không còn nữa. Câu nói này Thanh Huyền cũng nghe thấy. Sau đó xoay người bước đi. Cuối cùng ta vẫn một mình dẫn các đệ tử lên đường. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, ta đã tiêu diệt được phần lớn bộ lạc ma đảng. Đồng thời đệ tử Ngủm Nhiên cũng tổn thất gần hết. Ta đã gọi viện binh. Chiến trường đã khai chiến rồi. Bên sứ giả cuối cùng cũng hơi âm một tin. Đại sư tỷ nói vì chúng sinh, xin hãy cố gắng kiên trì. Đã kiên trì được một tháng rồi. 8.000 đệ tử đã hy sinh 6.000. Không đến nữa ta cũng sẽ chết. Rồi, hắn sẽ không đến đâu. Thanh Huyền, sao ngươi lại mặc y phục của ma đảng? Thật đáng thương, người thường xót nhất là phàm nhân. Một tháng này rất khó khăn phải không? Xin lỗi. Liên Nhi à, nhưng vì nàng, ta chỉ còn một con đường này có thể đi. Hãy quay về bên ta. Liên à, nàng cũng không muốn chúng sinh tam giới bị tàn sát hết đúng không? Chỉ vì ta, ngươi lấy chúng sinh tam giới làm con tin. Vì nàng thì đáng giá. Đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và Thanh Y. Hắn dù thế nào, cũng không vì tình yêu mà lấy thiên hạ chúng sinh ra uy hiếp. Nhưng không ngờ nơi bị ta đâm lại tỏa ra khói đen, từ từ lành lại, đẩy thanh kiếm của ta ra. Đáng tiếc rồi Liên à, kiếm của nàng không thể làm ta bị thương. Hơn nữa Thanh Y mà nàng nói, giờ là tần khách của ma thần đấy. Ngươi nói gì? Ngươi nghĩ tại sao lần này ma thần lại thế không thể cản? Tại sao viện binh mãi không đến? Một gã gia tiên không đi đầu quân các nơi, thật sự có thể sống sót trong loạn thế này sao? Ngươi nói bậy, hắn sẽ không thế đâu. Vậy để nàng xem thử nhé. Khi ta tỉnh lại đã ở trước điện ma thần. Vừa mở mắt cũng thấy một gương mặt quen thuộc. Ta giật mình. Người đang đứng trước mặt ta chẳng phải là Thanh Y sao? Người lừa ta. Đã thấy chưa? Lựa chọn cuối cùng của nàng chỉ có ta. Chỉ cần nàng quay về bên ta, ta có thể tha cho các đệ tử của nàng một con đường sống. Hóa ra Thanh Y sư huynh cũng cho rằng dung mạo Liên Nhi tầm thường, không xứng với người à? Quả nhiên, trên đời này cũng chỉ có ta mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Đúng không, Nguyệt à? Thanh Nguyệt, nhị tử, ta rất nhớ ngươi. Ngài ma thần,
Đây là chiêu thức của cô ấy, đừng để bị lừa. Vừa nói vừa muốn dùng pháp thuật để bắt tôi tại trận, nhưng sự nghiên cứu hàng chục năm của tôi đâu phải anh ta có thể phá vỡ. Chỉ thấy ma thần từng bước tiến về phía tôi. Không, ngươi chỉ là bắt chước dáng vẻ của cô ấy mà thôi. Ngươi không phải là cô ấy. Cô ấy là người không ai có thể thay thế được. Dù bắt chước giống đến mấy, ta sẽ giết ngươi, kẻ đàn bà xấu xí. Anh Tử, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, sao em lâu như vậy mà không đến gặp ta? Lúc đó, trái tim của ma thần bị xuyên thủng, nắm trong lòng bàn tay của Thanh Y. Quả nhiên người mạnh nhất thế gian cũng có điểm yếu. Dù vô tình đến mức thành tiên, cũng không thoát khỏi thất tình lục dục. Thanh Y, quả nhiên ngươi không thật lòng đầu hàng. Ngươi tưởng phế bỏ tay phải của ta, ta sẽ không còn cách nào để giúp cô ấy sao? Thanh Y, quả nhiên ta đã không nhìn nhầm. Ngươi xong rồi, đã không có được, thì để cho tam giới này đảo lộn. Dù phải chôn cùng với cô ấy, ta cũng không để cô ấy trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Từ khoảnh khắc ta tỉnh dậy, ta đã cảm nhận được anh ấy đã vượt qua kiếp nạn thành công. Còn Thanh Huyền chưa phi thăng. Rớt một Thanh Huyền, anh ấy có thể dễ dàng. Thanh Y, đừng quản ta, nhanh rớt hắn đi. Động thủ đi. Dừng tay. Các ngươi sao dám? Sao dám rớt anh ấy? Lũ sâu bọ hèn mọn dám rớt thần. Ôi chao, cầu xin cả tháng mà vẫn không xuất hiện. Ma thần ngủ ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Các người đã rớt anh ấy. Ta muốn tất cả các người đều chôn cùng anh ấy. Lại nữa rồi, kiều động một tí là đòi người ta chôn cùng người yêu. Thật ác độc. Thanh Y nhanh. Đợi cô ấy và Thanh Huyền liên thủ, người sẽ không còn cơ hội nữa. Được chốt trong tay Thanh Y. Ta không hối hận. Ta biết có tình nghĩa thì chúng ta sẽ không thua. Kiếp này dù ta vẫn phải bỏ mình, nhưng ma thần đã chết, không thiệt. Nhanh uống hoa hồi hồn đi. Bông hoa này phải dành cho anh Tử. Huyền Nhi, hãy giúp ta. Bông hoa này là của ta. Kiếp trước, ta tưởng anh ấy yêu sư tỷ, nhưng dù anh ấy không yêu ai cả, anh ấy chỉ yêu bản thân mình. Ta chết đi, anh ấy mất đi người tốt nhất với anh ấy. Anh ấy hối hận, khi ta chưa chết, sư tỷ đẹp như tiên. Anh ấy cũng hối tiếc, cho đến khi anh ấy sắp chết. Khao khát chân thật nhất của anh ấy mới lộ ra. Loại người như vậy khi cầu sinh là không tiếc mạng. Dù đối phương là tiên nhân vượt qua kiếp nạn, anh ta cũng có thể liều mạng để cướp. Nhưng Thanh Y vì bảo vệ ta, pháp lực đã tiêu tán gần hết. Hãy đi đi. Thanh Y, hoa hồi hồn đây. Nhị sư tỷ, hoa hồi hồn ta đã cho ngươi uống rồi. Ngươi đã bảo vệ ta ngàn năm. Thiên Nhất nói hôm nay ngươi có thể tỉnh dậy. Quả nhiên lời nói không sai. Ngươi thật là ngốc nghếch và cố chấp. Ta là kẻ ngốc, lẽ ra ta nên nói yêu ngươi. Nếu không phải cuối cùng để ngươi uống hoa hồi hồn, câu nói này của ta sẽ không còn cơ hội nói ra nữa. Nhưng ta không đẹp, dị dung vô hiệu. Ngươi có thể là bất cứ ai, nhưng ngươi mãi mãi là chính ngươi. Ôi, anh ấy nói không sai. Dị dung đến mức đại thành, phải từ bỏ dung mạo vốn có, để mọi người nhìn qua là quên ngay. Như vậy dù biến thành ai, cũng không khiến người ta có cảm giác quen mắt. Ngay cả ta cũng quên mất bộ dạng ban đầu của mình. Bao nhiêu năm không ai hiểu, anh ấy lại nói chúng trong một câu. Nhưng liệu ta có thật sự hủy dung mạo không? Ngươi đừng có không muốn nhé. Ta không chê ngươi đâu, đồ ngốc này. Ngoài ra, vết thương mức độ này mà cũng gọi là thương tích. Ta chính là cao thủ phục hồi vết sẹo đấy. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.